Kính thưa quý khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng, hôm nay tôi lại quay lại căn nhà yến tôi làm trong vừa tròn 15 và quay lại đây để kiểm tra căn nhà yến này. Bà chủ mở cửa xong mà chủ đi kìa. Và đây là một cái khu vực là nếu mà nói khó chim thì bậc nhất Bình Phước. Đấy, bậc nhất Bình Phước, tôi làm căn cũng mấy căn Phước Long rồi nhưng có hai căn nó không đạt về chi tiêu thời gian, nhưng mà căn này thì chắc là ok, căn này phần cứng là tương đối tốt nha quý vị. Làm tốt lắm, phần cứng tốt. Và đây là hệ thống con gà được cái là chúng tôi gom ra ngoài này. Đây hệ thống con gà tôi gom ngoài này hết và nhà này cũng không hề chạy ẩm nhé quý vị. Và tôi đã kiểm tra máy thì tôi rất là tốt. Và đi vào đây tôi sẽ quay cho quý vị coi căn nhà tôi làm được 12 tháng rồi. Và thực sự đây là chúng tôi mới vào đây, tôi đang phải căn sáng ở trong cái phòng này luôn. Và phòng này phòng chim bào này, đây là phòng chim bào quý vị, ngay chim bào đây. Ở bên kia tôi làm một cái lỗ, bên kia phòng chim bào. Ở bên đây đây quý vị thấy này, phân chim quá trời luôn này. Đấy, phân chim này đây 15 này. Và tôi phải tạm thời tắt âm đi. Tôi tắt âm đi cho quý vị coi. Và tôi sẽ quay tổ trên đây. Và đây là cái tổ đầu tiên, đấy là mới cứng lên quý vị này. Tôi sẽ review cho quý vị coi ngay cửa luôn. Đấy, ngay cửa này. Đấy. Thì tổ nó chả đẹp đâu. Tổ chim con nó làm là đầu tiên không đẹp đâu quý vị nhé. Nó quăn queo, nó nhăn nheo, nó đủ thứ. Và bên đây cũng là một cái quẹt này. Đây là cái quẹt này. Đây là cái quẹt này quý vị này. Đấy. Và bên đây cũng là cái quẹt luôn này. Đấy, tôi phóng lại quý vị coi cái quẹt này. Đấy. À, những con chim mới nó vào là tương đối tốt. Chỗ này là có cái quẹt đây này. À, chỗ này là bà chủ lấy tổ rồi này. Cái quẹt đây này, quẹt mới cứng này quý vị này, ngay cửa vào đây nhé. Quẹt này. Đấy. Thì giữ nguyên như quý vị. Đấy, cái tổ này đã lấy rồi. Lấy rồi đang nằm lại này. Đây, cái tổ này lấy rồi nằm lại quý vị này. Đấy. Tổ này lấy rồi bắt đầu nằm lại này. Tổ này là tổ mới cưng này. Đấy, tôi chỉ quay ra dưới thôi, dần trên không quay được. Mới cưng này. Đấy. Trên kia là cái quẹt kìa. Cái này là tổ mới này quý vị này. Đấy, cái tổ mới đây này. Đấy, quý vị thấy tổ mới không? Đấy, mới cứng đấy. Cái tổ này tổ mới này, đang làm này. Đấy. Tôi quay nhất cái ra chút xíu. Cái này tổ mới hoàn toàn này. Đấy, cái tổ mới hoàn toàn này. Đấy, thưa quý vị như vậy. Đấy, quý vị cứ làm ngoài này thôi. Chỗ này là cái quẹt này. Quẹt là mới này. Đấy, quý vị thấy không? Đấy. Đây là đây, cái tổ nằm mới này. Đấy, quý vị nha. Đấy, đây là đường đi vào thôi. Chỗ này là tôi để cái thông khí đi ra ngoài. Và chủ nhà đã theo vận hành theo cách của tôi thì đã để những xô nước ở đây như thế này. Không cần chạy ẩm nha quý vị nhé. Lượng phân này, chúng ta cứ ra đầu tiên thôi, tôi quay đây này, ngay cửa đi vào này. Đấy, không cần nhiều đâu quý vị. Đấy, và tôi đã điều khiển cái hệ thống khí gần tôi bị gần như con chó nó kêu. 80% là cái nó ống này. Đấy này, đây thấy không? Tổ đây này. Và tôi đi vào trong đây cho quý vị coi. Tôi chỉ quay một dàn thôi, một sàn thôi, không quay nhiều. Và đi vào trong đây, tương đối là rất là nhiều con chim này. Đấy. À, tôi quay chim đang ở trong kia. Ở đây là rất là nhiều phân chim này. Và trên đây tất cả phân chim đây đều có tổ, đây chim con này. Không hiểu con này tại sao nó lại rớt ở đây. Đấy, nó chết ở đây, chắc là nó dính cái chân, nó kẹt cái chân ở trên cái tổ rồi. Đấy. Đấy. Và đây tôi sẽ quay và tổng thể cái nhà này nhé. Nhà này nó 400m², rất là nhiều phân chim này. Tôi quay phân trước, tôi cho phân. Và các cái lông này rất là nhiều này. Đấy. Đây. Quý vị thấy không? Cực kỳ nhiều sinh. Các vị thấy là nếu xong một năm tôi làm nó như thế này đấy. Ngay thì sẵn tương lâu. À, vấn đề về nhà chim ấy thì tôi cũng nói với quý vị như thế này. À, cái phần cứng là quyết định đến 80% của ngôi nhà yến sự thành công. 80% mà ngôi nhà yến này đặc điểm đó là phần cứng làm rất là tốt, nó chỉ có sai ở cái phần mà kỹ thuật vận hành thôi và kỹ thuật đi âm thôi. Đấy, quý vị thấy không? Tổ này. Đây tổ đây quý vị thấy không? Tổ này. Đấy. Đây tổ đây. Đấy, quý vị thấy không? Tổ này. Đấy. Quẹt này. Quý vị thích quẹt không? Quẹt này. Đấy. Tổ đây. Đấy, quý vị thấy không?
Và tôi sang bên đây thì nó đang lách tách bên đây rất là nhiều. Thì nó lách tách đâu đấy? À, lách tách nó làm sang bên này. Và đây tôi cũng quay cho quý vị coi này, đây tổ đây. Đây tổ đây này, tôi quay cho quý vị coi này, tổ này. Đấy. Rất là nhiều tổ nha quý vị. À, chúng tôi cũng thưa chuyện với quý vị như thế này về câu chuyện nhảy yến, câu chuyện lấy tổ, câu chuyện mà chăm sóc nhảy yến. Đây tôi để thông khí này. Đấy, không cần nhiều khí đâu. Tương đây những cái đấu khí như này là đủ rồi. À, tôi cũng nhân dịp này tôi cũng nói chuyện với quý vị như thế này. À, vì nó đụng chuyện nên thì tôi mới nói. Tức là cái câu chuyện mà chúng ta bỗng nhiên là tự thấy nhà chim của mình nó lại trứng đàn lại. Đấy. Mà thời gian trứng đàn thì đúng là thời điểm này quý vị nhé. Đấy. Thời gian trứng đàn thì nó đúng vào cái thời điểm từ tháng 6, tháng 7, tháng 8. Thậm chí là tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Thì tôi giải thích cho quý vị để quý vị an tâm cũng như là tất cả cái khách hàng của tôi. Và tôi làm thì tôi giặt được rất là nhiều câu hỏi. Trong khoảng một tuần nay ấy, là rất là nhiều khách hàng điện tôi là anh Tiến ơi. Sao bây giờ chim này em thấy noe ngoe và nó lại thử trứng đàn, thậm chí giảm đàn? Thì tôi trả lời câu hỏi chung này, tôi không thể trả lời cho tất cả khách hàng được, cũng như là quý khán giả được. Tôi nói như thế này. Vào thời điểm từ tháng 11, tháng 12 của hàng năm hoặc đến tháng 1 của hàng năm thì tất cả các vùng miền của đất nước Việt Nam mình nhà yến nói chung thì bắt đầu chuyển vào giai đoạn là thu tổ. Chuyển vào giai đoạn thu tổ như quý vị nhé. Thì số lượng chim ra giàn từ thời điểm tháng 1, tháng 2, tháng 3 gọi là chim con ấy, ra giàn rất là nhiều. Đấy, và thời điểm này cũng là thời điểm Tết Nguyên Đán, ra ngoài thì mùa xuân, thức ăn rất là nhiều và chim ra giàn rất là nhiều. Nên là tất cả các nhà yến ở Việt Nam nói chung, tất cả vùng miền thôi, trừ những vùng miền mà nó khắc nghiệt vào thời tiết quá thì không tăng chim thôi. Lúc này thì ông kỹ thuật hay ông kỹ thuật dở gì đó, bất kỳ ông nào làm thì cũng có thể là tăng chim, miễn là cái âm thanh nó đúng là được rồi, chưa cần gì bên trong đâu, là nhà nào cũng khoe chim và chim rất là nhiều. Thì đến giai đoạn thứ nhất đó, thì đấy cả chim con đấy thì nó, thứ nhất là chim nội tại chim nhà mình, thứ hai là có thể là chim nhà nơi khác đến ăn và có thể là đu đưa theo dòng thời gian và đến di cư đến cái thời điểm này. Thì chính thời điểm này thì nhà nào cũng nhiều chim hết quý vị nhé, nhà ai cũng nhiều chim hết, tăng kỹ thuật cũng phấn khởi, chủ nhà cũng vui. Nhưng cũng đồng thời song song với nó, từ tháng 3, từ tháng 2 cho đến tháng 5 hoặc đến tháng 6 đấy, thì cái số chim con này ở nội tại nhà mình cũng như là chim di thực đến thì nó ở nhà mình là chim con. Mà thực sự quý vị là chim con thì chưa phải là chim nhà mình nhé quý vị nhé. Chim con chưa phải chim nhà mình nên nó ở nhà mình, nó quen là nhà mình rồi. 3 tháng, từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, số lượng chim này là chim con. Chim con này thì nó có thể là đi theo đàn nhà mình, nó không tách đàn được, không tách đàn, không khả năng tách đàn. Nhưng suốt thời gian này là nó sẽ quen cái âm và quen cái môi trường nhà mình rồi. Nó thật sự là quen cái âm du, đặc biệt là âm du. Bắt đầu nó quen sang âm lớn một tí thì quen âm dần. Và nó sẽ đồng hành với nhà mình khoảng 3 tháng đến 4 tháng được cùng khi nó phát triển. Khi trừ cái con, từ cái giai đoạn từ con chim phát triển, từ chim con sang chim bắt đầu là chuyển sang giai đoạn bắt cặp. Đấy. Thì nó đã hoàn thiện toàn bộ cái kiện toàn cái hệ thống là lông và kiện toàn hệ thống là săn mồi, đặc tính săn mồi con mẹ nó vẫn nguyện là ngon lành rồi. Thì đến giai đoạn từ tháng thứ 4, thứ 5, thứ 6 là giai đoạn này là những con chim này nó phải tách đàn theo quy luật tự nhiên, nó không thể theo nhà mình mãi được, không thể theo con chim nhà mình mãi được, không thể theo con mẹ mãi được. Và lúc này thì nó phải bung ra ăn theo diện rộng, ăn theo diện rất rộng. Và khi ăn theo rất rộng như này nó có thể lang bang và nó có thể là đi theo những tổ, những cái bầy đàn của nhà khác, và con chim nhà khác nó cũng thể theo bầy đàn của nhà mình. Mà khi mà nó đã tách đàn ra được, bắt đầu săn mồi thì nó cũng không có khả năng kiếm ăn được là no đủ ngay để nó về cái nhà yến của mình. Nên là nó có hiện tượng là đi theo những con khác nha, đi theo con khác. Những con khác này là những con khác mới đấy, của nhà người khác sang, hoặc là chim hoang dã tự nhiên thì sẽ bắt cặp với nhau.
và thời gian này nó cũng không về nhà thường xuyên, nó có thể là biến động ở chỗ ở, biến động chỗ ở, di thực đến một cái nơi ở khác, nơi kiếm mồi khác, và nó cũng không thể về nhà trong một thời gian tích tắc, nó có thể là 1 tuần 2 tuần. Và khi cái cặp này nó kiếm ăn được rồi, nó ổn định rồi, thì nó sẽ xảy ra 2 hiện tượng. Thứ nhất đấy, nó có thể về nhà mình ngay, hoặc nó không về nhà mình. Để nó về được nhà mình thì trong 3 tháng 4 tháng đầu tiên của một cái chu kỳ đó thì nó sẽ mang cả trái tim của cái nhạy yến của mình đi theo. Cái trái tim của nhạy yến của mình đi theo là cái gì? Tức là cái âm mình mở thường xuyên nó đã thuộc bài rồi, âm du âm dẫn nó thuộc bài rồi, mà đi khi đi ra ngoài thì nó mang theo âm đó, nó mang theo đó và nó dụ con chim khác đi theo nó, thì chúng nó tách đàn với nhau và chúng nó dẫn nhau đi. Và đến một ngày nào đó đẹp trời, nó đủ cái điều kiện về sức khỏe cũng như là sức bay, cũng được nhớ cái âm thanh đó, nó đi được, nó kêu hàng ngày đấy, mà chắc mình huấn luyện nó, mà mình huấn luyện nó thì nó sẽ kêu theo và nó dẫn được con chim khác về. Thì cũng là cái thời điểm từ tháng 4, tháng 5, tháng 6 này, tháng 7 này, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là khi con chim nó đã trưởng thành trong 3, 4 tháng ở nhà mình rồi thì nó quen rồi. Thì khi nó lang bang, nó kiếm ăn trên diện rộng như vậy thì phải đói, đói nó phải kiếm mồi thôi. Đấy, lớn nó phải là phải tách đàn thôi, chuyện đương nhiên. Thì đột nhiên một ngày nào nó về nhà mình, đấy, nó về nhà mình thì nếu nhà mình vẫn giữ ổn định được cái môi trường, vẫn giữ ổn định được cái môi trường đó, cái âm đó thì nó sẽ nhập đàn và nó sẽ đi vào nhà mình. Và chính thời điểm này là thời điểm con chim về là rỉa lông và bắt cặp và có thể là quẹt mổ, quẹt mổ và làm tổ ngay. Thế vị chi là tổng thời gian để con chim nó làm tổ được nhà mình phải là hết 6 tháng nhé quý vị nhé, 6 tháng nhé, từ khi nó bắt đầu từ bay mà nó bắt đầu kiếm mồi nó phải mất 6 tháng trời thì nó mới có thể là nó làm tổ được. Nên là từ tháng thứ tư chu trình con chim con nó, từ tháng thứ tư trở đi là nó có thể giảm đàn và trứng đàn nhé thưa quý vị. Mà quý vị lại tiếp tục quý vị là thấy nó trứng đàn và cho trứng tổ lại, trứng đàn và giảm giảm chim, quý vị lại bắt đầu quý vị lại chọc máy vào, thấy này trứng đàn rồi, đi uống cà phê hôm kia tôi có âm hay lắm, thế là cắm vào. Đấy. Cái thứ hai nữa là thuê có thể thuê kỹ thuật và là chọc máy vào nữa, thay đổi khí, thay đổi nhiệt, thay đổi môi trường nữa, thì đến một ngày nào con chim mới trở về nhà nó khác nhau hoàn toàn môi trường cũng như là cái âm thanh, thì đột nhiên nó sẽ tách đàn, nó đi luôn không bao giờ quay trở lại, nên là chúng ta lại bắt đầu thất bại một chu kỳ mới. Đấy là tôi nói quý vị đấy, nên quý vị là giữ yên và giữ nguyên cho tôi, khi chim nó ở nhà rồi nó đã phát triển được mình một giai đoạn rất là tốt rồi thì mình giữ nguyên như vậy, mà không được lóng, không được thay âm, không được chọc máy vào, kệ nó, rồi 1-2 tháng sau nó cũng tự phục hồi lại nhé. Nó tự phục hồi lại thì lúc đấy nhà mình tăng đàn, tăng tổ luôn, đặc biệt là tăng tổ rất là rõ rệt. Đấy, thì tôi cũng nói một chu kỳ phát triển nhà chim như vậy. Đối với chim con thì 1 năm nó chỉ đẻ tối đa được 2 lần thôi, không đẻ được 3 lần đâu như quý vị nghĩ nhá, 2 lần thôi, chu kỳ là 2 lần thôi, đừng có nghĩ rằng 3 lần không có đâu. Còn 3 lần đối với những con chim nó đã già, nó ở lâu năm rồi, nó có sức khỏe tốt rồi, đẻ nó sẽ đẻ được 3 lần quý vị nhé. Đấy, từ cái chỗ mà chúng ta xuyên như vậy thì tôi lại nói đến chỗ chúng ta thu tổ. Thu tổ có 2 cách thu tổ. Thu tổ cái thứ nhất đây là con chim nó làm tổ đầu lần đầu tiên, ví dụ như con chim nó làm tổ đầu tiên này, quý vị này, đây, nó làm lần tổ lần đầu tiên thì theo kinh nghiệm của tôi thì tôi lấy thì tôi chắc không mà được khoảng 2-3 cm như thế này, 3 cm hoặc 4 cm to hơn này một chút xíu nữa là chúng tôi có thể là bắt cái tổ này đi, tổ bói đấy, tổ đầu tiên đấy thì tôi bắt đi, và tôi sẽ không để cho con chim con này nữa, cặp này nó đẻ nữa. Thì tất nhiên là khoảng 2 tuần thì khoảng 14 ngày nữa thì nó đẻ thì tôi sẽ vặt đi, và tự đột nhiên rằng khi nó không đàn một tổ nữa mà nó không khả năng tăng tổ làm to lên được nữa rồi thì nó không thể quẹt thêm một nữa thì nó sẽ tăng được cái sức lên là nó sẽ tiêu được cái trứng của con chim đi và đít nó, và nó sẽ phát triển tốt hơn, phát triển tốt hơn, to hơn và nó sẽ có sức khỏe hơn. Thì đến khoảng tầm 20 đến 25 hoặc 30 ngày gì đó thì nó sẽ hình thành trứng tiếp và tiếp tục là con đực và con cái tiếp tục làm lần tổ lần thứ hai. Tổ lần thứ hai này sẽ to hơn tổ lần thứ trước và nó có kinh nghiệm hơn, làm tổ hơn, nó to hơn thì con chim sau này nó sẽ ấp được và nó giữ được cái chim nó ấp, nó không bị rớt trứng và đồng thời nó làm tổ to hơn và kỹ năng nó tốt hơn. Đấy. Và thứ hai là tại sao tôi làm thử vặt đi này, một điều nữa là thứ nhất là nó làm cái tổ rất là nhỏ, trứng có thể rớt không thể ấp được,
mà thời gian ấp ấy là chính thời gian bảy con chim, nên là tôi không muốn là lấy cái tổ, tôi phải buộc tôi phải lấy cái tổ lần đầu tiên nó làm như thế này. Đấy, lần đầu tiên làm như thế này thì tôi lấy đi để cho nó phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn và không phải mất thời gian ấp. Thời gian ấp rất là dài, rất là kiệt, nên là nó không về sau là không phát triển được cái bầy chim. Cái thứ hai nữa là khi tôi lấy tổ như thế này, con chim trưởng thành nhanh hơn, kỹ năng tốt hơn và nó phát triển tốt hơn, thì nó có cái tiếng kêu của nó rất là mạnh hơn, mạnh mẽ hơn, thì nó sẽ lấy được cái lượng bầy đàn trong nhà yến, nó tiếng thật của nó cao hơn thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Thưa quý vị như vậy đấy. Còn cách thứ hai là chúng ta lấy tổ, cách thứ hai chúng ta lấy tổ là những tổ mà đã trưởng thành rồi, thì thời gian chúng ta lấy tổ thì theo kinh nghiệm của tất cả các quý vị, tôi tham khảo rất là nhiều rồi, kể cả kỹ thuật não làng trong khoảng 10 năm này, đến bây giờ là cứ xoay khi nhà nó đạt 100 tổ hay hơn 100 tổ thì đó, 200 tổ, 300 tổ thì đó, là cứ nên xoay đèn lên không có trứng mà không có con đấy, thì là lấy, và không có trứng không có con thì quý vị lấy. Và lấy như thế thì cuối cùng là cả cái nhà chim mình có 500 tổ thôi, 500 tổ thôi, thì ví dụ 500 tổ đi, thì mình lấy như vậy luôn, lấy mặc định như vậy luôn, thì mình lấy luôn cả cái tổ mà nó con chim nó vừa bay ra ngoài luôn, nó vừa bay ra ngoài đấy. Vừa bay ra ngoài không có nghĩa là nó đã bỏ tổ nha quý vị. Khi nó vừa bay ra ngoài như thế thì tối nó về nó vẫn phải gì, vẫn phải quay lại cái tổ của nó, và nó bám vào cái thành của cái tổ này, nó vững chãi hơn rất là nhiều. Và thứ hai là khi quật cái tổ này thì con mẹ nó sẽ bổ sung thức ăn, nếu nó chưa săn được mồi nó bổ sung thức ăn, mà nếu nó chưa săn được mồi thì nó con mẹ vẫn bổ sung cho thức ăn cho con, thì lúc đó quý vị sẽ phải để ý đến cái phân mà quý vị đinh chi hình thành. Cái phân ở dưới này thì là quyết định để quý vị có lấy tổ hay không. Nếu cái phân ở dưới này mà nó còn trắng tuyệt nha quý vị, nó trắng tuyệt như thế này này, nó trắng tuyệt như thế này này quý vị này nhé, nó trắng tuyệt như thế này mà nó còn là cái hùng tổ như thế này đấy, mà quý vị đã lấy tổ rồi thì nghiễm nhiên là quý vị đã lấy cái tổ đó, thì con kim con nó về nó không còn cái khả năng bám vào đó, và con mẹ không ở tư thế chia mớm thức ăn tiếp theo. Và thời gian mà nó bay ra ngoài, thời gian nó bay ra ngoài để nó săn được mồi đấy, ít nhất cũng phải hết 30 ngày thì con chim mới săn được mồi. Nó thơm quý vị như vậy. Thế mà quý vị mà thấy vừa bay ra ngoài luôn, quý vị lấy tổ luôn, thì đồng nghĩa là nó không còn chỗ bám, mà không còn khả năng để con mẹ nó cho mồi ăn tiếp theo. Và con chim lúc này nó không còn khả năng để nó bắt phải tăng tốc cái khả năng kiếm mồi tự nhiên, thì nghiễm nhiên là nó khả năng nó đi rất là cao, khả năng không quay lại nữa. Và nó khi mà như vậy và nó vào không ok được, nó phát ra những cái tiếng rất là thảm thiết và nó không được ok lắm, là tạo ngôi nhà nó bất ổn, thì nó khả năng là giảm chim quý vị nhé. Thế còn những cái tổ như tôi đưa cho quý vị rất cụ thể này, đối với phân chim như thế này, cái phân chim mà nó có nửa đen nửa trắng như thế này này quý vị này, đấy, phân chim mà có nửa đen nửa trắng như thế này ấy, mà nó ỉa ra mà quý vị thấy nó có vòng vòng ấy, mà nó vòng vòng mà nó có ẩm ẩm đấy, đấy phân chim mới mà quý vị thấy nửa đen nửa trắng thì quý vị đừng có lấy tổ mấy trên nha quý vị. Đấy là tôi chia sẻ một cách rất là thật tâm cho tôi quý vị, nên kỹ năng lấy tổ là cả một vấn đề. Hãy ngược lại về đây đấy, thì tôi sẽ kiếm được cái tổ nào đó như cái tổ này này, cái tổ này thì lấy được rồi là ok này, tổ này rất là lâu rồi. Thì tôi đến đây này, thì dưới đây là cái tổ này là tại sao tôi cho lấy được là lấy ok. Thứ nhất là không có một phân trắng mới nào cả, toàn bộ phân đen hết, bẻ ra ngoài hết rồi nha quý vị nhé, toàn bộ là phân đen hết, phân đen hết nhé, phân đen 100% luôn, tức là con chim này nó đã hình thành tổ và con chim lại kiếm được mồi ăn rồi, là chim đen rồi, phân đen hết hoàn toàn rồi, chúng ta lấy được. Thế nhưng mà sang bên đây mà thấy cái phân cháo chẹt thế này, hắn còn phân một nửa đen nửa trắng này quý vị này, đấy, mà trên đây nó có tổ ấy, thì quý vị đừng có đụng một cái vị đấy nhá. Đấy là tôi nói cho quý vị, nhưng mà chắc là chủ đấy. Đây, đấy là tôi chia sẻ một cách rất công tâm và rất là công bằng. Thế, còn kiến thức cái này, thực sự là kiến thức tôi chúng tôi thực tế. Đây, ví dụ cái tổ này đây. Tôi lấy rất cụ thể cái tổ này. Tổ này là lấy được rồi này quý vị nhá. Tổ này lấy được rồi này. Đấy, thì dưới đây tôi sẽ quay một cái phim đây. Tổ này lấy được rồi, vì chỗ này nó không còn một tí phân nào gọi là phân trắng hết, mà toàn một phân đen, mà phân đen tôi không chạy ẩm thì đến nó sẽ bẻ ra, nó bẻ ra hoàn toàn luôn. Đấy quý vị nhá. Nên là chúng ta lấy được cái tổ này luôn, không có sao. Nhà này có kiến này, nhà xịt kiến, đặt kiến, xịt kiến này. Đấy thì cái tổ này thì lấy vô tư,
Và có một cái tổ nữa tôi sẽ không cho quý vị lấy. Tôi kiếm một cái tổ nào nó không cho quý vị lấy. Và cái tổ này, cái tổ này là cái tổ mới nè quý vị nhé, làm lần thứ hai rồi. À, tổ này là mới hoàn toàn luôn, nó đặt cái cơ lên kia là mới hoàn toàn luôn nha, nó mới hoàn toàn luôn, nó mới hoàn toàn luôn nha, để cho nó đẻ nhé, đừng có lấy nha, nó đẻ nhé, đừng có lấy. Đây, dưới đây là nó vẫn là phân của nó là vẫn là toàn phân cũ hoàn toàn luôn, nhưng cái khoen ở trên này nó là hoàn toàn mới hoàn toàn quý vị này, nó mới hoàn toàn luôn này, đấy nó cơi lên nó tối hoàn toàn, nó mới quẹt xong. Nếu quý vị lấy cái tổ này nó cũng không được luôn, nếu quý vị lấy thì nó bỏ đi nha, đừng có đùa, đừng đơn giản. Nếu chúng ta cứ thấy, nếu mà chúng ta nếu mà nhìn thấy chúng ta thấy là cứ thấy không có trứng, không có chim, chúng ta lấy, thực tế cái tổ này nó đang làm tổ lần thứ hai nha quý vị. Đây tổ chim mới này, đấy tổ chim mới này, tổ chim mới này, đấy tổ chim mới này, đấy đó là lấy một lần rồi, ông chủ lấy một lần rồi làm lần thứ hai này quý vị. Thì thứ hai dưới này phần nó toàn phân chim già không à, đấy toàn phân chim già không, chúng ta không lấy được tổ này nhé. Nó đã làm lần thứ hai rồi thì để cho nó làm tổ, nó làm để tách đàn, nó tách đàn làm tổ nhé. Đấy, tôi hướng dẫn cái này là cái tổ chim mà ta làm lần thứ hai này. Đấy, nó làm lần thứ hai rồi thì dưới này làm gì có phân cháo đấy. Đấy, phân này là phân trưởng thành rồi, con chim nó trưởng thành rồi, trưởng thành nó tan hết rồi này. Đấy, còn bên này thì nó lại có một cái tổ nữa này, bên này có đây. Đấy, cái tổ chim nó mới này, tổ này là người ta mới lấy xong này, tổ này chim mới làm này. Đây tổ này tôi quẹt này, nó quẹt nhanh nhọn ra này. Đấy, thế nên là việc lấy tổ là cả một vấn đề kỹ thuật. Nhân tiện tôi cũng kể cho quý vị nghe câu chuyện như thế này. Chúng tôi đi làm nghề thì cũng gặp là nhiều tình huống mà giở khóc giở cười. Thế nên khi làm có những cái nhà mà làm riết nó cũng tăng tổ, nó cứ ở cố định khoảng tầm cỡ 100 tổ, 200 tổ, thậm chí 300 tổ, 400 tổ. Thế thì khi mà bỏ chúng tôi là đến hỗ trợ để sao cho tăng tổ thì chúng tôi đang ở cái giai đoạn chúng tôi theo dõi và chúng tôi vận hành nghề yếm. Thì bản chất chúng tôi không bao giờ chúng tôi giữ chìa khóa đâu. Chúng tôi huấn luyện khách hàng. Đấy, tôi huấn luyện khách hàng khi nào mà lấy tổ thì báo lại cho tôi xem được không, lấy không. Thế nhưng mà không, lấy không bao giờ báo cho tôi cả. Không bao giờ báo tôi tự làm. Thế từ cái nhà là khoảng 500 tổ, từ 400 tổ tôi làm cho lên khoảng hơn 500 tổ, 600 tổ. Hoặc từ 500 tổ lên 600 tổ rồi thì chủ nhà vẫn cứ mặc định như vậy. Cứ một tháng là phải đến lấy một lần. Đấy, một tháng mà lấy một lần. Thế xong lấy trong liên tục trong 3 tháng, 4 tháng cái nhà 500 tổ. Thế là lấy kiệt luôn, lấy không kịp kim, không kịp đẻ luôn. Đấy, chim thực sự là không kịp đẻ luôn. Lấy giết tháng nào cũng lấy, mà chim thì khi lấy tổ xong thì nó phải là 3 tháng sau nó mới nằm tổ lại. Thế là chủ nhà là lấy liên tục trong 3 tháng liên tục luôn, mỗi tháng ký hơn trăm tổ rồi. Thế lấy nó không được kịp lại, không kịp bù lại số tổ trong lại. Mà lấy như vậy thì chim con, chim già, chim, những cái tổ già, tổ non gì cứ thấy không có chim là nên lấy tổ, cứ không có chim, không có trứng là lấy tổ thôi. Lấy riết như vậy, cuối cùng là nó giảm tổ một cách đột xuất luôn. Thế nên khi mà xong thấy lấy tổ xong đến bán này, bán tổ xong rồi điện lại, mày làm làm sao là của chú mày trước là được 500 tổ, 600, 500 tổ mày làm nên được ít, mà giờ nó tụt xuống còn 400 tổ, 300 tổ gì đấy, mày lấy thì mà làm thế thì không được. Thì tôi cũng giải thích cho rất là rõ ràng cho quý vị nghe. Quý vị lấy tổ mà lấy tổ liên tục như vậy đấy thì không con chim nào ấy, không loại chim nào mà để nó nhanh như thế được, để nó bù đắp lại số tổ cho quý vị được đâu nhá. Đấy, nói thật với quý vị như vậy, không bao giờ có một loài chim nào mà đẻ nhanh hơn mỗi tháng mà nhà có 500 tổ mà lấy thêm được 100 tổ, mà con chim con mà nó ở lại thì nó phải ít nhất đấy, nó phải đến 6 tháng sau nó mới nằm tổ cho quý vị được nhé. Nên là chúng ta phải để ý rằng là cách thu tổ của chúng ta phải, con chim con đấy nó đi ra ngoài, nó đi ra ngoài nó phải săn được mồi cơ, nó săn được mồi thì khi nó săn được mồi nó cũng còn phải đi ra ngoài nó tìm kiếm bắt cặp, tìm kiếm đối tác 1-2 tháng luôn cơ. Đấy, 1-2 tháng nó có thể nó quay lại, hoặc 1-2 tuần nó quay lại, hoặc 1 tháng sau nó quay lại. Còn khi nó bắt được cặp tùy theo mức độ, nó bắt cặp sớm bắt cặp muộn, nếu bắt cặp sớm thì nó sẽ là về sớm, bắt cặp muộn thì nó sẽ về muộn. Mà chim thì các bạn quý vị biết rồi, đặc sống theo bầy đàn, nó có thể veo đàn này khi nó chưa có tổ, nó chưa có sự ràng buộc ở trong nhà cả,
nên là cái việc nó đi nó về là chuyện bình thường. Còn tất cả những con chim già nhà mình đã làm thỏa lần thứ hai rồi thì nó về đủ. Những con chim con thì nó, quý vị thấy là nhìn thấy nó giảm một cách trắng chóng mặt luôn, không thấy nó về luôn. Thế nhưng thực tế nó đi bắt cặp, nó đi tập bay, nó đi kiếm mồi chưa đủ no, nó chưa về đâu. Đấy. Chưa đủ no thì cứ bay không trung biết, không về nhà đâu. Không cần thiết là về nhà vì nhà nó chưa có tổ, nó chả có sự ràng buộc cả. Thế là nó giảm tổ hoặc là trứng đàn trong thời gian với chim con khoảng từ tháng 4, tháng 5, tháng 6. Đấy, 3 tháng nó giảm đàn liên tục luôn, thậm chí nó không về được trứng đàn luôn. Thế là chủ nhà cứ uống là nên. Cộng với một cái áp lực nữa là khi cái nhà yếm thì bao giờ 4-5 ông ngồi với nhau uống cà phê. Tháng này tôi lấy được 1 ký, tháng sau tôi cũng lấy 1 ký, thì ông này nóng ruột quá, nhà tôi 500 tổ nhưng cứ 500 tổ cũng lấy 1 ký. Mà ký là ký cái miệng ấy, làm gì có chuyện hơn là lấy một ký được, lấy 1 ký 3 là nó sạch xanh chả một cái tổ nằm nhà luôn. Thế là ông nọ kích thích ông kia, thế là ông này về cũng đè ra lấy 1 ký luôn, ông kia cũng lấy 1 ký luôn. Cuối cùng là chúng ta đều là lấy sai kỹ thuật, cuối cùng là chim nó bỏ đi hết. Rồi xong la làng này, la làng này mời kỹ thuật đến, kỹ thuật cũng chưa hiểu quy trình như thế nào hết. Thế là chọc máy vào, thế là phá luôn cái nhà yến luôn. Thế là cả kỹ thuật này, cả chủ nhà tập trung phá cái nhà yến từ 500 tổ xuống còn mò luôn, không còn tổ luôn. Khôi phục 1 năm sau chưa kịp được. Đấy, là tôi cũng nói với quý vị như vậy. Nên là tôi rút kết lại như này, quý vị sẽ lấy tổ trước, những con tổ bói cho quý vị. Con chim nào đầu tiên, quý vị cũng có thể là tham khảo hoặc để nguyên hoặc có thể lấy. Riêng đối với tất cả cái nhà nó có 100-200 tổ rồi, quý vị khi mà để con chim nó ra dàn thực sự luôn, nó kiếm được mồi và phân ở dưới nó đen hoàn toàn bãi phân đấy, thì quý vị lấy tổ nha. Quý vị đừng có khi mà phân nó ở dưới trắng, thậm chí phân thành cục thật nhưng mà trắng 100% hoặc trắng một nửa quý vị không lấy được. Quý vị để cho nó phân của nó là phải phân đen hoàn toàn luôn, quý vị lấy tổ nha. Đấy, chúng ta càn quét hết cái nhà yến luôn là chết, là không có thành công đâu. Sự thành công nó mong manh lắm quý vị nhé. Đấy, ví dụ như cái tổ này nó quẹt này, nó quẹt như thế này, thì con chim của tôi phải nuôi, tôi phải cho nó ra dàn, nó phải dụ được từ tháng 1 năm vừa rồi. Đấy, đến tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 giờ nó bắt đầu nó quẹt này quý vị này, nó về nó làm tổ này, nó về nó quẹt này quý vị này. Đấy, nói với quý vị này, như tháng này con cái tổ này cũng vậy luôn. Đây, quẹt đây này, để con chim nó quẹt này 6 tháng trời nha quý vị nhé, 6 tháng trời nó quẹt này nha quý vị. Quý vị đừng có tưởng nó nhanh đâu, làm một tổ chim khổ lắm. Đây, nó mà nó là mới chỉ quẹt như thế này, ở chỗ này tôi quay lại cho quý vị coi này, nó mà quẹt như thế này đấy là phải mất 6 tháng trời nó mới quẹt được, nó tăng được tổ cho chim nhé. Đấy, quý vị đừng có tưởng làm một tổ chim khổ lắm, quý vị đuổi một phát luôn, nó quẹt này, đấy, nó quẹt chỗ này này, nó quẹt này. Để con chim nó quẹt này chúng tôi phải mất 6 tháng trời từ khi giữ con chim con. Đấy, nó đi dụ được con khác về nhà. Đấy, phải mất thời gian từ tháng 1, 3 tháng đầu tiên nó ở nhà. Tháng thứ 4, tháng 5, tháng 6 nó đi được, 3 tháng sau nó về được nhà nhá. Nó về nó ở nhá quý vị nhá. Đấy. Đừng có tưởng quý vị, đừng có tưởng rằng này là một tổ chim nó dễ đâu. Nếu mà dễ được thì quý vị nó chỉ có nuôi gà thôi. Đấy, đây như này này. Quý vị chỉ có nuôi gà mới giữ được con chim, là bắt buộc nó phải sớm đi tối về thôi quý vị nhá. Đấy. Sớm đi như tổ này là tổ mới này, con chim làm 2 lần rồi này, đấy, tổ mới hoàn toàn luôn nhá, nó bay cái bờ này, thì ở dưới này làm gì có phân trắng, dưới này phân chân xì, đấy. Phân chân xì, đấy. Thì làm sao mà lấy được cái tổ này? Tổ này tổ mới để cho chim nó đẻ đấy, đấy để chim nó đẻ chứ, tổ này để chim nó đẻ chứ, tổ này để chim nó đẻ chứ, đấy, quý vị thấy không? Đấy. Còn vấn đề thứ hai chạy ẩm thì thực sự quý vị như này, con chim yến thực sự rất là kinh ẩm, cực kỳ kỳ ẩm đấy quý vị nhé. Đấy, quý vị mà phun liên tục thì nhà nó mất hết nhiệt, nó tăng ẩm thì giảm nhiệt, và giảm nhiệt thì chim con cũng ở đấy quý vị. Đấy, những chủ này thì để vài thau nước cho nhỏ này thôi, đâu có nhiều đâu, đấy, để vài thau nước này thôi là đủ ẩm ra cho nhà yến rồi. Tôi quay cái sàn này là sàn tre, tôi quay tận tre đấy, để nước này thôi, đâu cần nhiều, cái này thông khí tôi bình hết rồi, nó để vào ống này. Cái này để ống, cái kia để ống, đâu cần nhiều đâu. Đây tổ đây này, đấy, tổ chim con này. Đấy, một lần nữa vì cái dung lượng video ở trên YouTube thì nó tương hạn tới hạn chế, tôi chỉ hướng dẫn quý vị là cái thăm căn nhà yến này, và đồng thời cũng trao đổi cho quý vị một số kiến thức nên quý vị xây tổ này, lấy tổ của kỹ thuật và chăm sóc nhà yến sao cho nó ok. Còn không thì không nhất thiết chúng ta phải vào nhiều đâu, chỉ nghe âm thôi, làm thì quý vị chỉ nghe âm, nó không bật âm là được rồi, ẩm thì quý vị làm này thôi là đủ rồi.
Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị lại video kế tiếp. Lần sau chúng tôi sẽ thăm nhà kính, tôi sẽ quay lại cho quý vị coi. Nhà này tôi làm 18 tháng, hiện nay là có 12 tháng rồi, tôi thấy là bù tư rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, chào tạm biệt quý vị, hẹn quý vị ở video kế tiếp. Đây là một tai nạn này. Tai nạn này do cái chân con chim nó mắc vào trong cái dây điện, hoặc là nó vào trong mắc trong cổ đấy. Đây là nòng thóng này đây. Tí tôi phải xử lý lại. Nó mắc vào dây điện quý vị nhé. Mắc vào dây điện tí tôi phải mắc lên, tôi nối lại dây điện lại để tai nạn ngừng. Đây cái tỏ đây này. Vâng, tôi hẹn quý vị vào video kế tiếp. Xin chào, tạm biệt.